Ngọc Minh xin thân mến kính chào tất cả quý vị và rất hân hạnh được gặp gỡ quý vị khán giả của đài Vietvay TV trong chương trình Sức khỏe và đời sống ngày hôm nay. Và hôm nay thì Ngọc Minh được hân hạnh mời một vị khách mời đến với chương trình Sức khỏe và đời sống của đài Vietvay TV, đó là cô Thanh Bình. Và chị muốn hỏi Thanh Bình là hôm nay giới thiệu em đến với tất cả khán giả của đài Vietvay TV trong chương trình Sức khỏe và đời sống, thì hôm nay em đến có sản phẩm gì mới và có những gì chia sẻ đến với khán giả của đài Vietvay TV? Em chào chị Ngọc Minh cũng như là em chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe và đời sống của đài Vietvay TV. Thì hôm nay đến với chương trình, em cũng muốn chia sẻ đến với quý khán giả đây về chiếc máy lọc nước điện giải Kangen K8 của công ty Inatrix của Nhật, cũng như là về nguồn nước Kangen. Bởi vì bản thân em là cũng đã có sử dụng qua chiếc máy này trong một thời gian tương đối dài, để đủ cho em có một số trải nghiệm rằng cái nguồn nước Kangen được tạo ra từ chiếc máy này nó có tác động rất là tốt đối với sức khỏe của em cũng như là bản gia đình của em. Vậy thì em có thể giới thiệu sơ về chiếc máy này và sự cấu tạo của chiếc máy này như thế nào không? Thì chiếc máy lọc nước điện giải Kangen K8 này được sản xuất bởi công ty Inatrix của Nhật. Và công ty Inatrix của Nhật này được thành lập vào năm 1974. Và bên cạnh 5 loại máy lọc nước điện giải được sản xuất trong thời gian đầu, thì hiện nay chiếc máy lọc nước điện giải Kangen K8 là chiếc máy lọc nước được cả thế giới tin dùng và giới thiệu cho nhau. Riêng tại Nhật Bản thì chiếc máy lọc nước điện giải này được sử dụng trong hơn 300 bệnh viện và được 6.500 bác sĩ bên Nhật chứng minh nó là một thiết bị y khoa. Đồng thời nó còn được cái hiệp hội là WQA, có nghĩa là Water Quality Association, là một cái hiệp hội có uy tín ở bên Mỹ, chuyên môn là kiểm định về chất lượng của các nguồn nước, cấp cho nó cái huy chương vàng là chiếc máy lọc nước tốt nhất thế giới trong vòng 8 năm qua. Em chỉ nghĩ là em có thể cho khán giả của đài Vietvay TV biết là cái những cấu tạo của chiếc máy điện giải Kangen nó như thế nào, sự cấu tạo của nó để mà dẫn tới cái nguồn nước tốt như vậy. Thì chiếc máy lọc nước điện giải Kangen K8 này nó gồm có hai phần. Cái bộ phận đầu tiên đó là cái bộ lọc thông minh mà chúng ta còn gọi là filter, là nó ở đây chị. Đây chính là cái filter. Đây là cái filter. Thì cái bộ lọc thông minh này nó gồm có 3 tầng khác nhau. Tầng thứ nhất là khi mà nguồn nước đi vào chiếc máy á, thì nó qua tầng thứ nhất, thì tại tầng thứ nhất nó loại bỏ hầu hết các tạp chất có trong nước cũng như là cái chất chlorine. Đồng thời nó giữ lại những cái khoáng chất tốt cho cơ thể. Và tại cái tầng thứ hai á, thì nó loại bỏ hầu hết tất cả các vi khuẩn có trong máy. Và cuối cùng tầng thứ ba đó là cái tầng lọc cơ học, là nó loại bỏ hầu hết tất cả các chất cặn bã có trong nước, cho dù là rất là nhỏ, chẳng hạn như là sợi tóc. Thì sau khi mà nước nó qua cái bộ lọc thông minh này xong thì nó đã trở thành một nguồn nước sạch, và nó tiếp tục được đưa vào bộ phận thứ hai của chiếc máy, đó là cái buồng điện phân. Và cái buồng điện phân này được cấu tạo bởi 8 tầng điện giải được mạ hoàn toàn bằng bạch kim titanium. Thì tại cái buồng điện phân này, lúc này cái nguồn nước nó được cung cấp một nguồn điện rất là lớn, và nó thực hiện quá trình điện phân để phân tích cái nguồn nước sạch đó thành hai dòng nước riêng biệt. Dòng nước nó ra ở vòi trên, đó chính là cái alkaline mineral water mà chúng ta gọi là nước khoáng kiềm, chúng ta dùng để uống. Và cái dòng nước nó ra ở vòi dưới, mình gọi nó là acid mineral water, là nước khoáng có tính acid. Chúng ta dùng nó trong cái việc là tẩy rửa và vệ sinh rất là tốt. Coi như theo chị biết thì là cái dòng 2.5 đó mình có thể dùng để rửa vết thương, và thí dụ rửa tay những cái sau khi mình sát trùng ngoài da, rất là tốt. Chữa những bệnh ngoài da như là chàm rồi vết lở đồ, rất là tốt. Vậy thì mình có thể cho biết là cái nguồn nước để uống nó sẽ mình xài được những gì, những được... thì chiếc máy này nó tạo ra được một số nguồn nước mà chúng ta dùng cho tất cả mọi sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Và trước khi mà nói về chi tiết của những cái nguồn nước từ chiếc máy này tạo ra, thì em xin nói một chút về cái độ pH của nước. Thì pH có nghĩa là potential of hydrogen, có nghĩa là tiềm năng về hydrogen có trong nước. Và đây là một cái hệ thống đo lường
được xác định từ 0 đến 14, dùng để so sánh giữa tính kiềm và tính acid. Ví dụ pH 7.0 đó là mang tính trung tính, và pH nếu mà lớn hơn 7 chấm thì là nó mang tính kiềm, và nếu pH nhỏ hơn 7.0 có nghĩa là nó mang tính acid. Thì chiếc máy này nó tạo ra được 7 nguồn nước khác nhau. Dạ, rất là tốt và nó phục vụ đầy đủ tất cả mọi nhu cầu. Là nó có trong sinh hoạt hàng 7 ngày. 7 nguồn nước nào? Dạ. Ba nguồn nước đầu tiên đó là nguồn nước có độ pH 8.5, 9 chấm và 9.5 là chúng ta dùng để uống và nấu ăn trong sinh hoạt hàng ngày. Tiếp theo sau đó là cái nguồn nước có độ pH 7.0. Thì cái nguồn nước này là nguồn nước sạch và trung tính, nó hoàn toàn nó không có tính acid cũng không có tính kiềm. Và nó rất là tốt trong việc là chúng ta dùng để uống các dược phẩm cũng như là thực phẩm chức năng. Bởi vì các dược phẩm và thuốc nó hòa tan tốt nhất trong môi trường của nước trung tính. Mà hình như chị biết là cái dòng nước đó là mình để pha sữa phải không? Dạ đúng rồi. Cái dòng nước này á thì nó rất là tốt trong việc là pha sữa cho em bé, bởi vì cơ thể em bé sinh ra thì thường là nó mang tính kiềm, và chúng ta không cần cho nó uống nước kiềm nữa, mà cho nó uống cái nước trung tính để nó cân bằng cái sự độ acid và kiềm trong cơ thể của bé. Và đồng thời, tại vì sữa là thành phần hầu hết của sữa là protein, và protein nó cũng hòa tan tốt nhất trong môi trường của nước trung tính, cho nên là nó giúp cho là cái dòng sữa nó thẩm thấu vào cơ thể em bé, các chất bổ dưỡng thẩm thấu vào cơ thể thẩm em thấu bé một mau cách hơn. Tốt nhất. Tốt hơn. Mà theo chị thì chính chị cũng có một chiếc máy này, đã sở hữu một chiếc máy này, mà cái sự mà hấp dẫn để cho chị sử dụng, có sở hữu được cái máy này đó là cái nguồn nước cho beauty, là cho da. Thì em có thể chia sẻ thêm cho quý vị biết về cái nguồn nước để xài cho da cho. Thì cái nguồn nước thứ năm của chiếc máy này nó sản xuất ra được đó là nguồn nước nó gọi là Beauty Water. Nó có độ pH là 6.0. Nó rất là tốt trong cái việc là dưỡng da và dưỡng tóc. Nó giống như là cái toner cho phụ nữ mình. Khi mình xài một thời gian thì da mình, mặt mình nó rất là mịn, nó sáng và lỗ chân lông nó se khít lại, nó rất là đẹp. Và bởi vì da của con người mình á là nó có độ pH từ 4.0 đến 6.0. Mà khi mà mình dùng cái nước vòi để mình tắm á thì cái nước đó nó mang cái pH 7.0 cộng với cái chất clo, cho nên là nó thường làm cho làn da của mình nó rất là khô. Cho nên mình dùng cái pH 6.0 này để mình rửa mặt hoặc là mình tắm thì da của mình nó rất là mịn. Khi mà mỗi ngày bình thường thì mình xài nước vòi á, nó sẽ có một cái độ pH rất là không bình thường. Mà khi mình mỗi ngày mà mình xài trong cái nước từ nguồn nước beauty từ trong cái máy này ra thì nó đều đặn, mà cái độ nó ngày nào nó cũng như vậy, thì chị nghĩ là sau một thời gian là da mình nó sẽ được sự nước đó nó sẽ làm cho da mình nó rất là đẹp, phải không em? Dạ đúng rồi, thì em cũng có trải nghiệm. Thì em lấy cái nước Beauty Water này em rửa mặt vào mỗi buổi sáng. Thì sau một thời gian, mà không chỉ cần sau một thời gian đâu, ngay sau mỗi lần chúng ta rửa xong thì chúng ta có thể là thấy sự khác biệt liền ngay lập tức. Da mặt mình nó rất là mịn màng và nó sáng ra. Khi em đã xài, ví dụ chính em hoặc là trong người trong gia đình, mà sau khi một thời gian xài những dòng nước trong máy Kangen này thì em có thấy sự khác biệt gì trong những quá trình mình đã xài không? Sau một thời gian dùng cái máy lọc nước điện giải Kangen K8 này thì cũng như là nguồn nước Kangen, thì đối với cá nhân em và gia đình thì mọi người hầu như ai cũng được cải thiện sức khỏe rất là rõ. Nó làm cho cơ thể mình nó nhẹ nhàng mà nó sảng khoái và nó khỏe hơn rất là nhiều. Em thấy là nó tốt trong cái việc là đào thải chất độc, những chất độc trong cơ thể mình. Và người nhà em được bị đau bao tử rồi thì nó cũng giảm bớt những cái cơn đau rất là nhiều. Thì theo chị thì về phần chị á, thì sau khi xài một thời gian của nước từ trong máy Kangen thì chị cũng được cải thiện về vấn đề là dị ứng. Thường thì chị hay bị dị ứng da, mỗi lần mà như vậy nó chị phải uống thuốc. Và sau cái thời gian mà chị xài nước Kangen trong máy ra thì chị được cái sự cải thiện rất là lớn. Và tới bây giờ thì chị không có cần uống thuốc nữa, mà nó rất là cải thiện. Tại vì mỗi lần mà như vậy chị dị ứng rất là nhiều, rất là nghiêm trọng luôn. Đó là cái trải nghiệm của chị. Như nếu mà
Thì khi mà em xài như vậy, người nhà xài như vậy đó, người nhà có cảm thấy vui và Dạ. được Thì cải cá thiện như nhân vậy? bản thân em và mọi người xung quanh em trong gia đình cũng như là bạn bè em thì khi mà dùng chiếc máy này ai cũng cảm thấy rất là vui và hạnh phúc với cái nguồn nước khang gần này. Chị cũng Dạ. rất là vui khi được xài nguồn nước này mà được cải thiện cái sự là trước tiên là cái việc dưỡng da của chị là chị rất là vui, Dạ. rất là happy. Dạ. Còn rồi cái thứ hai mà chị rất là vui đó là về cho nước cho facial là mình xài, mà nhiều khi chị cũng xài mỗi ngày thì Dạ. sự cải thiện cho da rất là tốt. Dạ, Nó không đúng bị rồi. khô như bình thường. Đúng Mình rồi. xài nước bình thường nó Dạ. đôi khi nó rất là khô da. Dạ. Thì chị cũng muốn em chia sẻ thêm một tí nữa cho quý khán giả của đài VTV biết là tại sao cái dòng nước kềm này nó lại tốt với sức khỏe nhiều như vậy. Dạ. À, thì cái nguồn nước kềm dùng để uống nó tốt cho sức khỏe của chúng ta như vậy bởi vì nó có ba đặc tính chính. Cái đặc tính đầu tiên đó là nó có khả năng chống oxy hóa rất là cao. À, nó giúp cho chúng ta là giảm đi sự lão hóa và gia tăng tuổi thọ. Cái đặc tính thứ hai của nguồn nước uống kiềm này đó là nó mang tính kiềm, và khi chúng ta uống nước kiềm vào cơ thể đó thì nó giúp chúng ta trung hòa những cái axit thặng dư có trong cơ thể chúng ta, mà cái axit thặng dư đó nó thường sinh ra trong quá trình là chúng ta ăn các thực phẩm độc hại hoặc là căng thẳng và stress trong đời sống, nó cũng sinh ra axit, và axit cũng là nguồn gốc của mọi bệnh tật. Giống như là Đúng một tiến sĩ Dr. Otto Warburg đoạt giải Nobel năm 1931 thì ông đã rồi. có một phát hiện rằng là 95% tế bào ung thư nó phát triển trong môi trường axit, cũng như là nó không thể phát triển trong môi trường là kiềm có độ pH là 7.36 trở lên. Do chúng ta uống nước kiềm tốt cho cơ thể là vì vậy. Thì trong cuộc sống hàng ngày thì nhiều khi mình ăn vô tình Dạ. ăn những thức ăn hoặc là những thức uống nó cũng rất là ảnh hưởng và oxy hóa rất là nhiều, chẳng hạn như mình ăn đường ngọt chất ngọt nhiều nó cũng Dạ, có oxy đúng hóa trong rồi. đó. Thành ra khi mình uống như vậy là chị thấy nếu mà mình uống cái dòng nước kiềm này nó sẽ giải hóa cho mình và cho Dạ. những cái chất không tốt, những cái oxy, Nó nó ba lần đào lại cho thải. đào thải đi Dạ, nó đào và thải những cho cái chất cũng độc trong đó cơ thể thì nó mình. rất giữ lại những cái chất tốt cho cơ thể của mình. Dạ. Như vậy thì cũng rất là good, chị nghĩ là cái này rất là good cho những sinh hoạt hàng ngày của mình Dạ, để đúng mình rồi. tạo đó là một cái thói quen hàng ngày mình uống nước, Dạ. và trong vô tình trong những cái thói quen nhỏ đó mà nó sẽ đem lại cho sức khỏe hàng ngày của mình rất là lớn lao, Dạ. mỗi ngày nó tích tụ một chút đúng không Dạ, đúng rồi em? chị. Theo chị biết á Dạ. thì máy nước Kangen này ngoài những cái đặc tính mà mình được uống nè và mình được pha chế sữa này kia thì theo chị biết, chị nghĩ là mình còn vấn đề mà vệ sinh cho thí dụ như mình rau cải này kia Dạ. vẫn được phải không em? Dạ đúng rồi. Dạ như hồi nãy mình đã có trình bày là năm nguồn nước dùng để uống nè, dùng để uống thuốc và dùng để rửa mặt. Dạ thì còn một cái còn hai nguồn nước nữa, đó là nguồn nước có độ pH 11.5 và nguồn nước có độ pH 2.5. Thì hai nguồn nước này nó sẽ chiếc máy này sẽ sản xuất hai nguồn nước này ra đồng thời cùng một lúc. Vòi trên là ra nguồn nước có độ pH 11.5, đồng thời vòi dưới là lúc này nó ra cái nguồn nước có độ pH 2.5. 2.5. Dạ. Thì cái nguồn nước có độ pH 11.5 nó rất là tốt trong cái việc là rửa rau củ quả thịt cá bởi vì nó có khả năng là bóc tách các thuốc trừ sâu ra khỏi rau củ. À, rau củ mình mua ngoài chợ về khi mà mình ngâm qua cái dòng nước này, sau đó mình để vào tủ lạnh thì mình giữ tươi được lâu hơn là so với khi mà mình rửa bằng nguồn nước bình thường. Bình thường. Dạ. Còn cái nguồn nước mà pH 2.5 này á thì nó có cái mùi clo hơi nặng. Tuy và là nó cùng nước mang tính axit, tuy nhiên là nó không có nguy hiểm, nó hoàn toàn không nguy hiểm mà nó rất là tốt trong việc là tẩy rửa sát trùng nè, vệ sinh da nè, bởi vì nó có khả năng diệt khuẩn là 99.99% trong vòng 30 giây. Đó là thêm hai nguồn nước của chiếc máy Đúng rồi, Kangen cái này. phần mà 2.5 á là chính chị, bản thân chị Dạ. thì chị hay thử lắm. Cái gì Dạ. thí dụ như hồi đó nói là ở da chị nhiều khi bị dị ứng mà nó đỏ lên, mỗi Dạ. lần nó bị ngứa mận lên thì chị cũng xài thử đi, cái được cái Dạ. gì hay cái đó. Dạ. Thì chị cũng lấy nước 2.5 chị rửa, Dạ. thì sau khi chị rửa thì nó sẽ cool down lại, coi như là Dạ đúng rồi.
nó không có đỏ và nó sẽ không có bị ngứa nữa. Dạ. Thì thay vì mọi khi thì như vậy mình sẽ phải xài cream hoặc là gì dạ. như vậy, nhưng mà cái xài nước đó chị thấy nó cũng có tác dụng. Dạ. Nước 2.5 đúng rồi, nó cũng đúng phần rồi. Tác dụng đó. Dạ, cái nguồn nước pH 2.5 này rất là tốt, nó có thể chữa những cái bệnh ngoài da rồi bệnh vẩy nến, bệnh chàm. Và đặc biệt là những đứa bé tuổi dậy thì mà nó bị mụn á chị. Nhiều khi mình xức những cái loại thuốc hoặc là kem bán ở ngoài kem mình nó không hết. Nhưng mà nhiều khi nó còn bị dưỡng thêm. Nhưng mà cứ mỗi buổi sáng và buổi tối mình lấy cái nước pH 2.5 này mình rửa, rửa cho mặt. Bé mình rửa thì sau một thời gian là mụn tự nhiên nó biến mất. Nó hay như vậy chị. Thì có thể nói là nó không phải là để trị bệnh, nhưng mà nó sẽ giảm bớt. Nó sẽ giảm bớt từ từ những cái vấn đề mà mình đang có, ví dụ mụn nè hoặc là ngứa, thì nó sẽ giảm bớt từ từ. Dạ, đúng rồi. Thì chị cũng cảm nhận được điều đó. Dạ. Mà thí dụ như bây giờ em nói với cái dòng mà rửa rau cải này kia, thì chị cũng cảm thấy như vậy. Tại vì khi mà mình về mình rau cải mua về hoặc là trái cây, mà trước khi mình hồi xưa trước khi mà chị có cái máy này á, thì chị rửa bình thường thôi, mà chị cũng bỏ vô mấy cái lock bag của shop nó bán để giữ lâu á, nhưng mà nó cũng héo héo. 2-3 ngày sau nó cũng giữ được nhưng mà nó vẫn héo. Nhưng mà từ khi chị có máy này chị xài, thì chị rửa tất cả những rau củ để mà bỏ vào trong túi, bỏ tủ lạnh, giữ trong tủ lạnh, thì để khi mình xài mình khỏi mất công làm thêm lần nữa. Thì khi như vậy thì những cái rau củ hay là những cái mà trái cây chị đã rửa bỏ tủ lạnh thì sẽ 3-4 ngày sau hầu như cả tuần nó vẫn như nguyên. Đúng. Nó không có héo như như khi mình rửa những cái nước bình thường. Dạ đúng rồi, thì chính bản thân em cũng có trải nghiệm. Dạ. Dạ, tất cả các loại rau sống hoặc là rau gì đó mình ăn và mình rửa xong mình để tủ lạnh, rửa bằng cái nước khăn gần này, thì nhiều khi cả 1 tuần đến 10 ngày nó vẫn còn giữ được cái độ tươi xanh. Thực sự thì hồi xưa, lúc hồi xưa trước khi chị có cái máy, chiếc máy Kangen này á, thì chị được giới thiệu qua bạn bè, thì chị cũng suy nghĩ là chỉ là một cái máy lọc nước bình thường thôi, đâu có cái gì mà đến phải mà như là nhiều khi nhiều cái khía cạnh khác mà phải đến nỗi như vậy, thì nhiều chị cũng không có tin. Nhưng mà sau khi chị đến với máy nước Kangen và khi chị sở hữu nó, và khi trong cái thời gian xài, thì chị cũng bản thân chị, chính bản thân chị thì cũng cảm nhận những cái điều đó. Và điều thứ một cái điều là chị nghĩ là nó rất là kỳ diệu, là cũng như chị có một người thân mà họ bị bệnh cancer. Nhưng mà thật sự thì nó không có, chị không có nghĩ đến cái vấn đề nó tốt như vậy. Nhưng mà khi em biết những người bệnh, người họ bệnh cancer, thì khi mà họ phải có những quá trình xạ trị, thì sau khi những cái lần xạ trị như vậy về á, thì họ rất là kiểu như mệt mỏi. Tại vì cái tác dụng của thuốc xạ trị, mỗi lần họ điều trị về thì họ rất là mệt mỏi và rất là đau hơn những lúc bình thường, và khó chịu hơn những lúc bình thường. Thì cũng như không biết vô tình hay là chị cũng có ý gì hết, nhưng mà thì chị cứ nghĩ là lấy nước để cho người thân của chị uống để cho nó khỏe trong người thôi. Thì cũng như là mình cũng coi như nước bình thường mình uống thôi. Nhưng mà sau một thời gian thì người thân chị nói là ô, không hiểu là sao lúc mấy lần sau mấy lần sau mà khi mà xạ trị mà có uống nước này á, không biết có phải là tác dụng từ nước hay không, mà sau khi mỗi lần như vậy thì khi xạ trị về họ vẫn thấy cảm thấy bình thường, không có không có kiểu như là khó chịu hoặc là mà nặng nề hơn và cảm thấy mệt mỏi và uể oải như những lần trước. Đó là cái thay đổi. Thì chị mới sực nhớ ra ô, hay là cũng có thể là tại vì cái nguồn nước này nó giảm bớt cho những cái sự đau đớn mệt mỏi đó. Dạ đúng rồi. Vì cá nhân của em cũng có dùng, và những người trong gia đình em thì dì của em bị đau bao tử rất là nặng. Dạ, mà đi bệnh viện đi tới đi lui rất là nhiều lần emergency mà không kiếm ra lý do vì sao. Thì cuối cùng một người bác sĩ của gia đình của dì em mới bảo là có lẽ là mình bị dư axit trong bao tử. Dạ, và khuyên dì em nên về dùng cái nguồn nước Kangen của chiếc máy này. Dạ, thì sau khi dì em dùng xong một thời gian thì vấn đề là đau như vậy nó đã giảm đi rất là đáng kể. Nhưng mình không có mong là đồng ý là bệnh nhiều khi cũng tùy bệnh nữa, chứ không phải là uống nước Kangen mà nó hết bệnh thì nó rất là nó chỉ giúp mình giảm nó sẽ ngăn ngừa, chị nghĩ là nó sẽ thải độc tố. Thứ nhất là nó sẽ giúp mình thải độc tố, mà trong những cái quá trình mỗi ngày mình thải độc tố như vậy á, thì sau một thời gian thì đương nhiên sức khỏe mình nó cũng sẽ nó tốt hơn, nó phát hiện nó tốt hơn như vậy.
Thì nếu mà như vậy thì hôm nay mong rằng khi mình tới đây rồi thì sau khi đã giới thiệu cho quý vị khán giả của đài Việt Phê TV những cái công dụng của chiếc máy lọc nước Kangen của Nhật Bản, thì chị cũng nghĩ là để cho quý vị của đài khách của đài Việt Phê TV hiểu hơn thêm, coi như là chi tiết hơn một chút, thì sẽ mong rằng em sẽ chia sẻ thêm và thí nghiệm cho quý vị khán giả của đài Việt Phê TV thấy những cái gì thêm, những cái công dụng tốt, những cái công dụng tốt của nước Kangen. Thì như hồi nãy em trình bày là vì nước uống Kangen nó tốt cho sức khỏe chúng ta bởi vì nó có ba đặc tính chính. Cái thứ nhất là nó có khả năng chống oxy hóa rất là cao, nó giúp cơ thể thải độc tố, đồng thời là giảm sự lão hóa. Cái thứ hai nữa là vì nó nguồn nước mang tính kiềm. Và cái thứ ba nữa là cái cụm phân tử nước của nó rất là nhỏ. Thì để sau đây chứng minh được những cái đặc tính của nước Kangen đó thì em sẽ xin làm một vài cái demo nho nhỏ để cho quý vị khán giả được thấy. Để trở lại với chương trình thì chị mời Thanh Bình sẽ thí nghiệm, làm một thí nghiệm nho nhỏ để gửi đến quý vị khán giả của đài Việt Phê TV trong chương trình Sức khỏe đời sống, để quý vị sẽ tìm hiểu sâu hơn về dòng nước kềm Kangen. Chào chị Minh. Thì như hồi nãy mình đã có đề cập đến, sở dĩ cái nguồn nước kềm Kangen nó tốt cho cơ thể là bởi vì nó có ba đặc tính chính. Và cái đặc tính đầu tiên là nó có khả năng chống oxy hóa. Cái đặc tính thứ hai đó là nguồn nước này mang tính kiềm. Và cái đặc tính thứ ba đó là cái cụm phân tử nước của nó rất là nhỏ. Thì để chứng minh cho cái đặc tính đầu tiên là nguồn nước này có khả năng chống oxy hóa rất là cao, em sẽ dùng cái máy ORP, có nghĩa là Oxidation Reduction Potential, để kiểm tra cái độ MV của mỗi nguồn nước. Thì trên cái bảng này là chúng ta có thể thấy nó biểu thị cho cái nguồn nước, những cái nguồn nước mà có độ MV nó mang dấu cộng càng lớn, có nghĩa là cái nguồn nước này nó bị oxy hóa càng cao. Và ngược lại, những cái nguồn nước mà nó có cái độ MV mang dấu trừ càng lớn thì có nghĩa là nó có độ chống oxy hóa càng lớn. Thì bây giờ em sẽ dùng cái máy này để thử những cái nguồn nước chúng ta có sẵn ở trên đây. Đây là cái nguồn nước kiềm Kangen có độ pH 9.5, em mới lấy vừa lấy từ chiếc máy này ra. Và đây là cái nguồn nước của thành phố chúng ta vẫn thường sử dụng mỗi ngày. Và đây là một cái nguồn nước suối Spring Water Sipper mà em mua trong Woolworth, giá của nó cũng khoảng là mấy đồng một chai, là cũng một nguồn nước là nó là tốt. Và đây là cũng là một nguồn nước suối khác, em cũng mua trong Woolworth. Đây là cái nước đóng chai mà em mua ở ngoài chợ của mình. Và đây cuối cùng là cái nước soft drink, là nước ngọt mà em xin đại diện là em lấy cái nước Sprite để nó có màu trắng để cho chúng ta dễ dàng thấy được. Một lát sau nước đây ngọt là nó có gas ha. Dạ, nó có gas, nước ngọt có gas. Bây giờ em sẽ đổ mỗi cái nước này vào cái ly một chút. Nên là nước Kangen em lấy trong máy, vừa lấy trong máy với 9.5 pH 9.5. Bây giờ mình đổ ra đây trước để cho mình thấy cái nước nó là màu trắng. Cái này là tap water. Tap water, tap water. Đây là nước Kangen có độ pH 9.5. Đây là cái nước thành phố của mình. Và đây là nước. Là nước khoáng.
này là nước thuộc dạng nước ngọt mà có gas là đúng tất rồi. Cả các yeah. loại nước các ngọt các loại nước gas. Soft drink mà đây là em dùng cái nước Sprite đúng để rồi. Nó có màu trắng để cho chúng ta dễ dàng thấy được dạ và để chứng minh cho cái đặc tính đầu tiên của nguồn nước Hengen đó là khả năng chống oxy hóa thì chúng ta sẽ dùng cái máy thử ORP có nghĩa là Oxidation Reduction Potential để kiểm tra cái độ MV của mỗi nguồn nước nó khác nhau như thế nào. Và trên đây là cái ví dụ này biểu thị cho chúng ta thấy rằng nguồn nước nào mà nó có cái độ MV mang dấu cộng càng lớn có nghĩa là nguồn nước đó nó bị oxy hóa càng cao. Dạ. Chẳng hạn như là nước suối, rồi nước thép. Chị thấy là nước ngọt nó độ dạ, oxy hóa độ cao oxy nhất. Độ oxy hóa là cao nhất. Dạ. Và cái nguồn ngược lại, những cái nguồn nước nào mà có cái độ MV mang dấu trừ càng lớn thì có nghĩa là nó có chống có cái độ chống oxy hóa càng lớn và càng nhiều. Đó, chẳng hạn như là green tea nè, trà xanh nè, rồi vitamin C từ trái cây ra và cuối cùng là cái nguồn nước Hengen của mình. Dạ. Thì bây giờ em sẽ dùng cái máy ORP này để thử nguồn nước đầu tiên. Bây giờ chị thấy cái máy này nó đang hiển thị là cộng 98, có nghĩa là đang ở trong không khí này. Không khí của mình. Dạ, nó mang là. Đó. Bây giờ em và sẽ quý thử vị sẽ theo dõi cái nguồn nước Hengen này. Dạ. Chị xem giùm em là nó hiện lên số bao nhiêu. Dạ, nó là trừ. Nó đang nhảy từ từ phải không em? Dạ, đúng rồi. Dạ. Dạ. Của nó là gần trừ 400 MV. Dạ, đó. Đó là nguồn nước Hengen. Là nó mang dấu trừ. Trừ 400. Dạ, trừ gần 400. Dạ. Rồi sau đó là chúng ta thử qua cái nguồn nước. Thành phố. Nước thành phố tap water của thành phố hiện mình đang xài. Dạ. Đó, thì nó lên dấu cộng. Cộng 260 mấy, 270 mấy. Dạ. Thì có nghĩa là nguồn nước này nó cũng bị oxy hóa rồi. Oxy hóa. Dạ, vì nó mang dấu cộng. Dạ. Rồi, tiếp theo chúng ta dùng chúng ta thử cái nguồn nước khoáng này. Dạ, nó cũng mang dấu cộng. Rồi. À, tiếp theo là cái nguồn nước khoáng này. Chị Minh xem thử coi là nó bao nhiêu hả chị? Wow, cái 40, này đến 406. Có nghĩa là cái nước này nó đã bị oxy hóa rất là cao rồi. Bởi vì cái nước đóng chai này từ lúc sản xuất đến lúc mà chúng mình sử dụng, người ta cũng để trong shop một thời gian rất là dài. Thì nó cũng bị oxy hóa. Chị nghĩ là at least cũng phải mấy tháng từ ngày sản xuất cho tới ra tới shop mà xuất bán tới tay mình nữa là mấy tháng. Dạ. Và đây là một cũng là một cái loại nước khoáng em mua bên ngoài đang từ từ nổi lên. Bây giờ là 390. 390 rồi. Là cũng bị oxy hóa rồi. Và cuối cùng đó là cái nguồn nước nước ngọt, nước có nước gas. Nước ngọt, nước có gas. Dạ. Nước này rất là ưa chuộng nè. Dạ, nước này đó mọi người rất là ưa chuộng, nhưng mà đi tiệc nữa ai cũng thích uống nước ngọt. Dạ, cuối cùng nó vẫn là gần 400, 370 mấy, 308, gần 400 MV. Có nghĩa là nguồn nước này cũng đã bị oxy hóa. 405. Hơn 400 ngoài. Như vậy cái nguồn nước này là bị oxy hóa cao nhất. Có nghĩa là nếu mà chúng ta uống nước ngọt 400 càng mấy nhiều, thì cái giờ sự là 400. Lão hóa của chúng ta giờ nó là càng 400 nhanh. Mấy nữa. Dạ. Cái này là nhiều nhất luôn. Cái này là nhiều nhất. Rồi. Rồi. À, về cái đặc tính thứ hai của nguồn nước này là nó mang tính kiềm. Và trước khi thử xem nguồn nước nào có tính axit và nguồn nước nào có tính kiềm thì ở đây là một cái biểu đồ một cái bảng màu nó đặc trưng cho màu sắc của mỗi nguồn nước mang tính axit, tính trung tính hoặc là tính kiềm. Đây chị thấy từ màu cam đậm cho trở xuống tới màu vàng có nghĩa là nó mang tính axit nhiều. Dạ, dạ.
tới màu xanh. Màu xanh có nghĩa là nó mang tính trung tính. Trung tính. Dạ. Và cuối cùng từ xanh nhạt rồi tím đậm trở lên, tím càng đậm thì có nghĩa là cái nguồn nước nó mang tính kiềm càng cao. Dạ. Thì bây giờ em có một cái dung dịch thử ở đây. Cái dung dịch này nó gọi là pH test liquid. Thì em sẽ dùng cái dung dịch này em nhỏ vào mỗi nguồn nước khác nhau thì để xem nó sẽ hiện lên màu gì. Thì nó sẽ tương ứng với là cái nguồn nước đó nó có tính acid, tính trung tính hay là tính kiềm. Rồi, bây giờ em làm ha. Chị có muốn làm thật không? Chị làm đi. Chị bây nhỏ. Giờ em muốn nhỏ. Chị nhỏ mấy giọt? 3 giọt. À, bây giờ thì sẽ nhỏ 3 giọt vào nước này là nước Kangen. pH 9.5. Rồi. Rồi kế tiếp là cái nguồn nước thành phố. Nước thành phố, nước tap water. Dạ. 3 giọt luôn đó em. Dạ. Chị nhiều hơn chút cũng được. Rồi. Rồi tiếp theo đó là cái nguồn nước khoáng. Rồi, đây là cái nguồn nước khoáng. Rồi. Rồi, sau khi mà chúng ta dùng cái pH test liquid này cho vào mỗi nguồn nước thì mình cũng thấy, chị Minh cũng thấy là những cái nguồn nước này thoạt nhìn thì nó là màu trắng hết. Nước thì là không màu, không mùi, không vị. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng cái này thì chúng ta mới biết được rõ rằng là nguồn nước nào tốt và nguồn nước nào là không tốt. Là nguồn nước tốt giống như là mang tính kiềm đây, mang tính trung tính thì cũng được chị. Đây, những nguồn nước này là mang tính acid. Acid nhiều nè. Dạ, acid rất là nhiều. Và nó mang tới màu vàng. Dạ, đó, màu vàng là đặc trưng của chị nghĩ tính là acid. Đó là acid nhiều nhất. Dạ. Thì giống như bây giờ, đâu phải lúc nào chúng ta cũng có nước kiềm để mình uống. Đúng. Chẳng hạn như mình đi ngoài cả ngoài, mình đi làm, mình đi học mà không phải lúc nào mình cũng mang theo nước kiềm. Và mình không tránh rồi. Khỏi cái việc là mình phải ăn uống cũng như là ở ngoài đường. Thì làm thế nào để mình có thể trung hòa tất cả những cái mà nguồn thức ăn độc hại trong mỗi trong ngày. Dạ. Mình đã thì, ăn dạ. uống vô. Thì khi tối về chúng ta có thể dùng nước kiềm Kangen để mình uống. Thì để mình xem, trung hòa lại. Dạ, để mình xem khi mà mình uống cái nước kiềm như vậy thì nó có giúp chúng ta là trung hòa được những cái acid dư thừa trong cơ thể trong một ngày qua hay không. Thì bây giờ em cho, đây là nước kiềm ha. Em sẽ cho nó vào thử xem. Chỉ cần một chút. Uống một chút thôi. Dạ, uống nước kiềm là nó cơ thể rồi. Chúng ta trở lại tính kiềm tính này. Thì chúng ta có thể thấy được rằng là bởi vì hai cái nguồn nước này nó mang tính acid quá cao. Dạ, cho nên là nước kiềm chúng ta không thể nào mà trung hòa được. Dạ, cái acid sinh ra khi mà mình dùng cái nước ngọt và những cái nước có tính acid cao như vậy. Dạ, thì thường theo thống kê thì người ta nói rằng là 30 ly nước kiềm có độ pH 9.5 mới trung hòa được một ly nước ngọt. Một ly nước ngọt. Dạ, bởi vậy uống nước ngọt rất là nguy hiểm. Dạ. Như vậy thì trong sinh hoạt hàng ngày nhiều khi mình phải đi làm hoặc là ra ngoài dự tiệc này nọ mà mình đã lỡ ăn những gì thì về nhà mình có nước cố gắng uống nhiều nước kiềm để nó giải giải lại những cái oxy hóa mà mình đã trong ngày mình có. Là bây giờ chỉ có thể thấy thêm một điều nữa là chẳng hạn như cơ thể chúng ta đang mang tính kiềm rất là tốt, tượng trưng những cái ly màu tím này là tượng trưng cho cơ thể chúng ta mang tính đã kiềm đã hòa giải được nó trở lại kiềm. Thì thì bây giờ chúng ta thử uống một chút nước ngọt coi chuyện gì sẽ xảy ra ha. Ok, chị đổ đi, chị đổ uống một chút nước ngọt đi. Nước nè, nước này luôn. Bắt đầu từ đây uống nước ngọt trở lại này. Đó, thì cơ thể mình nó mang tính acid liền khi mà chúng ta uống nước ngọt. Mấy cái này đi.
chỉ cần một chút xíu thôi là nó trở lại acid thôi, dạ. Là cũng coi như công sức của mình là giữ gìn sức khỏe là coi như tan biến trong mây khói. Tiêu tan. Dạ, dạ. Thì qua đó mình mới thấy được cái tầm quan trọng của cái việc uống nước kiềm đối với cơ thể chúng ta là như thế nào. Nếu mà như vậy khi mà lỡ đi ra ngoài mà có ăn uống gì mà trong ngày mà chúng ta cảm thấy là sẽ có rất là nhiều oxy hóa thì về nhà tranh thủ uống nước kiềm để nó hóa tốt. Giải đi. Dạ, để nó giúp giải. Cho cơ thể chúng ta trở về trạng thái cân bằng. Xem xét và đầu tư một nguồn nước sạch và đúng cho sức khỏe của bản thân chúng ta và gia đình là một sự đầu tư đúng đắn nhất. Nếu quý vị có nhu cầu tìm hiểu về chiếc máy lọc nước hang gần này thì xin vui lòng gọi điện thoại số 0405 779 788. Theo như quý vị được biết thì Thanh Bình đã vừa trình bày đến quý vị và cho quý vị tường tận hơn một chút về những công dụng từ dòng nước máy Kangen, của máy Kangen mà quý vị vừa thấy đây. Thì trong cũng vì thời gian có hạn thì Ngọc Minh và Thanh Bình sẽ hẹn lại gặp lại quý vị một ngày gần nhất để một lần nữa sẽ giới thiệu đến và sẽ làm chứng minh cho quý vị thấy một vài điều kỳ diệu từ nguồn nước Kangen. Và cũng như Thanh Bình mới chia sẻ thì nếu quý vị có thắc mắc gì và có muốn tư vấn thêm về chiếc máy điện giải nước Kangen thì Ngọc Minh xin quý vị hãy đừng ngần ngại mà gọi cho số 0405 779 788 để được giải thích thêm, tường tận thêm về chiếc máy điện giải Kangen. Xin chào quý vị và xin cảm ơn Thanh Bình rất là nhiều và hẹn gặp lại em trong chương trình kỳ tới. Dạ, em xin cảm ơn chị Ngọc Minh cũng như là xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sức khỏe và đời sống của Đài Việt Face TV ngày hôm nay. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong một lần gần đây nhất. Em xin cảm ơn. Xin chào tất cả quý vị khán giả của Đài Việt Face TV. Chương trình Sức khỏe và đời sống. Cảm ơn quý vị rất nhiều.